Sau đây chúng tôi mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, bão lũ đã làm 192 người chết và thiệt hại kinh tế lên đến 1,3 tỷ Mỹ Kim. Các trận bão lũ liên tiếp trong 2 tháng qua đã gây thiệt hại cho kinh tế Việt Nam 30.000 tỷ đồng, tức khoảng 1,3 tỷ Mỹ Kim, và làm 192 người chết, 57 người vẫn còn mất tích, theo thông tin chính thức từ phiên họp chính phủ hôm 2 tháng 12. Theo đó, phần lớn thiệt hại là ở các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu 9 cơn bão khiến hàng trăm ngôi nhà, mùa màng bị hư hại, trong lúc ngành du lịch bị tê liệt vì đại dịch COVID-19. Các số liệu chính thức cho thấy thiệt hại trong 2 tháng qua tại Việt Nam đã vượt qua tổng số của cả năm ngoái, khi thảm họa giết chết 132 người và gây thiệt hại 6,2 nghìn tỷ đồng. Từ giữa tháng 9 cho đến trung tuần tháng 11, miền Trung liên tiếp xảy ra thiên tai có tính dị thường, 9 cơn bão và 2 áp thấp. Trong đó, cơn bão số 9 từ 26 đến 28 tháng 10 là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua vào khu vực này. Liên quan đến việc chữa trị COVID-19, một bệnh viện Việt Nam đã nhận máy thở Mỹ tặng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết một bệnh viện ở Việt Nam đã nhận máy thở được chính phủ Mỹ trao tặng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Bản tin cho hay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã nhận 4 máy thở trong tổng số 100 máy thở mà Hoa Kỳ trao tặng cho Việt Nam và sẽ tiếp tục nhận được các hỗ trợ từ USAID. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, các nhân viên của bệnh viện này gần đây đã tham gia tập huấn về cách sử dụng loại máy thở được phía Mỹ cho là nhỏ gọn, dễ lắp đặt và giúp Việt Nam có sự linh hoạt trong điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phía Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên bối cảnh chính quyền Việt Nam xác nhận ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng đầu tiên ở Sài Gòn sau gần 90 ngày không ai mắc bệnh. Sau đó, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đã khuyến cáo công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực thành phố Sài Gòn, cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Hồi tháng 9, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ thông báo trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó với đại dịch COVID-19. Một người chồng Việt xin cộng đồng cầu nguyện cho người vợ bị nhiễm COVID nặng trở về với bà con. Cuối cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng vì bận lo cho ba đứa trẻ và nhận điện thoại từ bác sĩ, anh Phúc Đinh đã không kềm được nước mắt, bật khóc với phóng viên VOA, xin cộng đồng người Việt cầu nguyện cho người vợ đang trở bệnh nặng vì nhiễm virus corona có thể trở về với gia đình. Bà xã em đi nhà thương 7-8 ngày rồi, bây giờ đang nằm trong ICU, tức một phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Phúc cho VOA biết, vợ anh là chị Lương Thị Phương Mai, 38 tuổi, đã phải nhập viện từ thứ ba tuần trước sau khi thấy khó thở. Anh Phúc cho biết do ảnh hưởng của đại dịch, cả hai vợ chồng đều không thể đi làm nên chỉ quanh quẩn ở nhà và đi chợ. Với khẩu trang che mặt đầy đủ nhưng vẫn bị nhiễm virus corona. Bây giờ tụi em không biết là bà xã bị lây ở đâu nữa. Em cũng vừa mới biết là cả nhà đã bị lây, gồm cả ba đứa con 13, 5 và 4 tuổi. Con gái em 2-3 ngày trước hơi bị sốt, bây giờ thì ổn rồi. Hiện cả bốn cha con anh Phúc Đinh đều bị cách ly tại nhà. Ngoài công việc bận rộn hàng ngày chăm sóc cho ba đứa trẻ, người đàn ông này phải liên tục túc trực bên chiếc điện thoại để cập nhật thông tin của vợ và những hướng dẫn từ nhân viên y tế trong việc cách ly, theo dõi và chăm sóc các con. Suốt 8 ngày qua, người vợ nằm trong bệnh viện, anh Phúc cho biết anh chỉ ngủ tổng cộng chưa đầy 5 tiếng. Cũng may anh có những người bạn thân, họ đi mua quá trời đồ ăn để trước cửa nhà, anh Phúc cho biết thêm. Kể từ sáng 1 tháng 12, tình trạng bệnh của chị Phương Mai bắt đầu trở nặng. Bác sĩ nói có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là thở oxy. Anh Phúc nói và cho biết chị Mai hiện đã chuyển sang giai đoạn thứ 2. Lượng oxy trong phổi xuống rất thấp, khiến chị liên tục bị khó thở. Bây giờ lý trí của vợ em cần phải mạnh, còn không thì bà chồng. Em không dám cho việc biết tụi em bị COVID. Cả ngày hôm nay tụi em cầu nguyện. Bây giờ cô ấy đang phải đeo các thiết bị trợ thở. Cái đó là cái khủng hoảng cho gia đình. Em bắt đầu sợ, chị ơi. Trên trang mạng xã hội, anh Phúc liên tục cập nhật tình hình và kêu gọi mọi người cầu nguyện, gửi những lời động viên tới cho vợ. Xin chào mọi người.
Con tên là Đinh Phụng Hạo Nhiên hay Phoenix. Con đã hơn 7 ngày rồi chưa được ôm mẹ, hôn mẹ, ngủ với mẹ, bị mẹ la đánh. Phoenix nhớ mẹ nhiều lắm. Tối ngủ là khóc một hai lần, giật mình dậy hỏi, Daddy call mommy. Ba ơi gọi cho mẹ đi. Xin người lớn hãy giúp chúng con cầu nguyện cho mẹ về nhà với con và hai chị của con nhan. Anh Phúc và con trai tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần từ mạng xã hội. Em rất lo cho bà xã trong đó. Hiện tại mình không làm gì được cả ngoài việc cầu nguyện. Lòng tin, em cần lòng tin, hỗ trợ cầu nguyện từ cộng đồng. Covid thực sự là con virus của thế kỷ. Nó có thể khiến cho con của mình không có mẹ hoặc không có cha. Anh Phúc đưa ra cảnh báo trước tình trạng nhiều người tại Mỹ, trong đó có cả người Việt, vẫn tỏ ra chủ quan trước loại virus corona mới này. Chị nói với cộng đồng Việt Nam mình, làm ơn đừng đi ra đường, đợi chừng nào có vaccine đã. Cái này là cái giết người. Vợ em bây giờ chỉ cầu xin ơn trên. Mọi người trong cộng đồng Việt Nam xin cầu nguyện cho vợ em một câu thôi. Xin cho vợ em qua khỏi bệnh này. Một câu thôi, một câu thôi. Anh Phúc bật khóc và xin lỗi vì đã không cầm lòng nổi. Thưa quý vị, chắc chắn qua câu chuyện thương tâm nói trên, nhắc nhở cho chúng ta luôn ý thức việc phòng chống COVID-19. Làm như vậy, chúng ta đóng góp vào việc cao quý giữ mạng sống cho chính mình và cho xã hội vậy. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi xin cảm ơn anh Mai Tuấn đã soạn bản tin cho ngày hôm nay và cảm ơn quý vị về sự theo dõi quý giá này. Kính chúc quý vị một ngày bình an và một cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.